Mẹ ơi. Ủa gì con? Ba mới cho ông 50. Mày làm gì không cho? Hồi nãy con leo trên cây, cái quần con ít đáy. Ba thấy được, ba cho con 50 nghìn. Mày mà ông còn cho 50, tới tao chắc ông cho 100 quá. Uê! Buông xuống. Sao ông cho 1 tí 50 mà cho tôi có 2 ngàn hả? Cầm 2 ngàn này nè, đi mua lưỡi lam về cạo đi, nhìn nớn quá.